Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ. Nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Trong đêm bơ vơ anh thấy đâu em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Từng câu nói ánh mắt của em giờ đây ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay đưa mắt rơi, anh nhớ em. Levi Music trở lại với các bạn trong video tiếp theo. Bài gì quên rồi, chắc ai đó sẽ về. Tựa đề khá là dài của Sơn Tùng MTV hát ha. Bài này rất là hay, rất là nổi tiếng. Bài này được viết ở điệu slow rock ha, một cái điệu rất là cổ xưa, cũng như là nhưng mà tuy vậy bây giờ vẫn có sử dụng rất là nhiều, tại vì nó mang tính chất rất là tự sự và chậm rãi, buồn, hơi buồn ha. Đó, nó phù hợp cho những cái bản nói về tình cảm ha, nội tâm, thiên về nội tâm ha. Rồi, chúng ta làm quen với hợp âm bài này trước ha. Bài này đi với cái vòng hòa âm của nó là đô, son, la, mi, fa và son ha. Đô son trưởng, la thứ, mi thứ, fa trưởng, son trưởng. Đó, cái vòng âm nó đi như vậy ha. Rồi, ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3 và ngón số 4, các bạn nhớ ha. Và dây số 1, dây số 2, dây số 3, dây số 4, dây số 5 và dây số 6. Ngăn số 1, ngăn số 2, ngăn số 3 và ngăn số 4, các bạn nhớ những cái điều đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen lần lượt từng hợp âm nhé. Đầu tiên là hợp âm đô trưởng. Rồi, các bạn dùng ngón trỏ ha, để vào dây số 2 và ngăn số 1. Hợp âm đô trưởng nhé. Ngón số 2 vào dây số 4, ngăn số 2. Ngón số 3 vào dây số 5, ngăn số 3. Chúng ta có được hợp âm đô trưởng. Dùng móng của ngón trỏ rải xuống. Đó, ha. Đó, rồi, tiếp theo hợp âm son trưởng. Chúng ta có hai cách. Một là chúng ta chơi son trưởng ngón 1 vô dây số 5 ngăn 2, ngón 2 vô dây số 6 ngăn 3, ngón 3 vô dây số 2 ngăn 3, ngón 4 vô dây số 1 ngăn số 3. Chúng ta có được hợp âm son trưởng. Hai là các bạn chơi hợp âm son trưởng bình thường, ngón 1 vô dây số 5 ngăn 2, ngón 2 vô dây số 6 ngăn 3, ngón 3 vô dây số 2 ngăn số 3 và xin lỗi. Ngón 2 vô dây số 5 ngăn 2 và ngón 3 vô dây số 6 ngăn 3 và ngón út vô dây số 1 ngăn 3. Chúng ta có được hợp âm son. Đó, các bạn chơi son trưởng nào cũng được cả. Tiếp theo là hợp âm la thứ. Ngón 1 vô dây 2 ngăn số 1, ngón 2 vô dây số 4 ngăn 2, ngón 3 vô dây số 3 ngăn 2. Chúng ta có được hợp âm la thứ. Ok, tiếp theo là hợp âm mi thứ. Ngón 2
vô dây số 5, ngăn số 2. Ngón 3 vô dây số 4, ngăn số 2. Chúng ta có được hợp âm mi thứ em. Rồi, hoặc là chúng ta có thể chơi mi thứ 7, bỏ ngón út vô ha, nốt rê. Hay là dây số 2, ngăn 3. Đó, rồi. Chúng ta tiếp theo đó là hợp âm pha trưởng. Chúng ta có thể chơi pha major 7 hay pha mở đó. Đơn giản ha, ngón 1 vô nốt đô, tức là dây số 2, ngăn 1. Ngón số 2 vô dây số 3, ngăn số 2. Và ngón số 3 vô dây số 4, ngăn số 3. Chúng ta có được hợp âm pha major 7. Chúng ta thay cho pha chặn. Hoặc là các bạn có thể chơi pha chặn bình thường, dùng ngón trỏ kẹp ngăn thứ nhất của đàn, kẹp nguyên ngăn và sát phím đồng chút xíu nha. Sát cái phím đồng này, chúng ta hơi nghiêng ngón tay để giữ lực. Cái khó là chúng ta kẹp không có đủ lực, chúng ta phải kẹp cái lực mạnh như của cabo thì nó mới được ha. Đó, đó. Thời gian đầu chúng ta có thể dùng ngón số 3 hỗ trợ cho ngón số 2, ngón số 2 hỗ trợ cho ngón số 1 ha. Chúng ta dùng như thế này. Đó, rồi chúng ta thả ra, rồi chúng ta để vô, chúng ta nhấn mạnh. Rồi chúng ta thả ra, chúng ta bỏ vô lại, chúng ta nhấn mạnh, rải mạnh, rồi ép hết sức, mạnh hết sức ha. Dùng cái lực của ngón cái bóp mạnh vào, mạnh hết sức, hết sức ha. Bây giờ tới bài này là các bạn bắt đầu làm quen với hợp âm dòng được rồi ha. Rồi thả ra, bấm lại, liên tục như vậy cho thành thói quen. Rồi sau đó ngón số 2 chúng ta để vào trong dây số 3, ngăn số 2. Rồi tiếp theo ngón số 3, rồi chúng ta tập tiếp cái này trước đã ha. Đó, kẹp mạnh ngón trỏ và giữ chặt ngón số 2. Đó, tiếp theo chúng ta thêm ngón số 3 vào dây số 5, ngăn số 3. Và chúng ta tập như vậy tiếp tục, đi như vậy ha, kẹp mạnh mạnh ngón trỏ ha, và hai ngón còn lại cong tròn bấm mạnh vào vuông góc ha. Tiếp theo chúng ta thêm ngón út vào dây số 4, ngăn số 3. Rồi chúng ta tập. Đó, giữ chặt tất cả các ngón. Chúng ta để ý tới cái lực ha, tất cả các ngón đều thả cái lực vào thiệt là mạnh ha, chắc chắn. Đó, bóp mạnh vào thì mới ra được hợp âm pha, thì nó mới kêu được. Thời gian đầu chúng ta có thể tập cái thế trước cho nó quen đã, còn cái tiếng thì nó phải không phải là mất một ngày hai ngày, mà có khi cả tuần cả tháng chúng ta mới tập được hợp âm này. Rất là khó ha, hợp âm pha trưởng pha chặn rất là khó, nhưng bắt đầu chúng ta làm quen với hợp âm pha chặn rồi, trước sau thì cũng làm quen, cho nên tới bài học này chúng ta bắt đầu làm quen với hợp âm pha chặn ha. Rồi cứ như vậy tập ha. Đó, liên tục. Đó, ok. Đó ha. Và rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại ha, hợp âm đô trưởng cũng như những bài học trước, chúng ta bắt đầu tập quạt để chuyển hợp âm cho nó quen tay ha, quen với cách thế của hợp âm. Tempo 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, qua son 1 2 3 4, qua la 1 2 3 4, qua mi 1 2 3 4, qua fa 1 2 3 4, qua son 1 2 3 4, qua mi 1 2 3 4, qua la 1 2 3 4, qua fa 1 2 3 4, qua son 1 2 3 4. Sau khi chúng ta chuyển nhanh được như vậy rồi, bắt đầu chúng ta tập tay tay phải, điệu slow rock nha các bạn ha, điệu bài được viết ở nhịp 6/8 hoặc là nhịp 4/4 ha. Rồi slow rock rất là dễ ha. Hợp âm đô trưởng, bass là nốt thấp nhất của hợp âm, ví dụ đô là chúng ta chơi bass này, bass số 5 nốt đô, la thứ chúng ta chơi bass số 5 nốt la, mi chúng ta chơi bass số 6 nốt mi, fa chúng ta chơi bass dây số 6 nốt fa. À, rất là dễ như vậy ha. Son cũng vậy. Đó, rồi bây giờ chúng ta tập ha, điệu slow rock. Bát 3 2 1 2 3, bát 3 2 1 2 3, chúng ta dậm chân theo ha. Bát 3 2 1 2 3, bát 3 2 1 2 3. Cái bát chúng ta chơi nhấn mạnh hơn xíu ha. Bát 3 2 1, đó, bát và cái 1 chúng ta chơi mạnh. Bát 3 2 1 2 3, bát 3 2 1 2 3, bát 2 3 1 2 3, mạnh 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 ha. Bát 3 2 1 2 3, 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 bát dây 3, bát 3
dì hai, dì một, dì hai, dì ba, ha, bát ba hai, ha, bát ba hai một hai ba, ha, bát ba đánh súng, dì một, dì hai, dì ba chúng ta móc, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba, ok, bây giờ chúng ta ráp vô ha, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba la, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba mi, bát ba hai một, bát ba hai một hai qua pha, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba son, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba, bát ba hai một hai ba la, bát ba hai một hai ba, ok, rap bài thôi. Ok, đó. Thế là chúng ta xong được bài Anh chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng MTV. Chúc các bạn tập thành công. Mỗi ngày nhớ bỏ ra 1 đến 2 giờ đồng hồ trên kênh guitar để luyện với những bài của Levi Music, phần đệm hát guitar. Xin chào và hẹn các bạn trong video clip sắp tới. Bye bye.